tất cả mọi người. Happy 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 birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Happy, happy, happy birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Một tuần nữa lại trôi qua và Quyền Linh rất vui mừng được gặp lại tất cả quý vị và các bạn và hy vọng rằng thông qua chương trình này, thông qua ba thí sinh, chúng ta sẽ có một ngày thật là vui, thật là tươi đẹp và thật là hạnh phúc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với ba thí sinh trong ngày hôm nay. Xin mời tất cả hướng về màn hình. Thí sinh đầu tiên, buồn một mình lanh quanh bãi biển, có bạn rồi rủ bạn leo cây, gặp bạn hiền cứ đưa tay vẫy, bạn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Xin chúc mừng sinh nhật Thúy Oanh. Thí sinh thứ hai, hỏi thanh xuân tôi là ca sĩ, 37 rồi vẫn nhớ nghề xưa, quá khứ qua nhanh lòng thấy tiếc, nở nụ cười ca sĩ vẫn là ta. Xin chúc mừng sinh nhật Lê Thị Hồng. Thí sinh thứ ba, còn nhỏ cơ bắp chàng đâu thiếu, 4 tuổi đã ra dáng anh hào, 20 nhìn oai phong lạ, ngầu đời rồi vẫn cố làm nai. Xin chúc mừng sinh nhật Hoàng Phương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với từng thí sinh. Xin chào bạn Thúy Oanh. Chào anh. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên kế toán ạ. Nhân viên kế toán? Dạ. Trong công ty quảng cáo. Dạ. Bạn đã giới thiệu trong lý lịch của mình. Dạ. Bạn nói là bạn có tật là hay ngủ nướng. Dạ đúng rồi. Bạn ngủ nướng, ngày nào cũng ngủ nướng hết hả? Dạ không, chỉ có thứ bảy chủ nhật thôi anh. Chứ ngủ nướng ngày nào cũng vậy, trễ làm sao. Có khi nào nướng nó khét chưa? Dạ chắc cũng có. Cũng khó đúng không? Bao giờ bạn mới bỏ được cái tật ngủ nướng? Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà em đang bỏ dần. Đang bỏ dần đúng không? Ngủ nướng tốt thôi, nhưng mà nếu như chủ nhật á, ngủ nướng được, chứ ngày thường ngủ nướng á là trễ công việc. Dạ đúng rồi. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với người nhà của em ạ. À. Người nhà của bạn? Dạ. Chúc cho bạn ngày hôm nay sẽ gặp thật nhiều may mắn. Dạ cảm ơn anh. Xin chào chị Lê Thị Hồng. Dạ xin chào Quyền Linh. Dạ. Chị hôm nay đến đây với một ngày rất là hạnh phúc và với một tâm trạng rất là vui, thì Linh nghĩ là vậy. Trong cuộc sống thì chị thích điều gì nhất? Tôi thích được chia sẻ với mọi người, quan tâm đến mọi người. Quan tâm mọi người, đúng vậy. Chúng ta cứ chia sẻ với mọi người, cứ quan tâm đến mọi người, chắc chắn rằng mọi người sẽ chia sẻ và quan tâm chúng ta. Điều đó là ai cũng rất muốn. Và hôm nay chị đến đây với ai? Tôi đến với chị em tôi, các cháu và con gái của tôi. Chị em, các cháu và con gái của chị. Và cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn về sự trao đổi này và chúc chị một ngày thật may mắn. Dạ, cảm ơn. Xin chào bạn Hoàng Phương. Ừ, xin chào anh. Bạn là một chàng trai duy nhất. Dạ vâng. Và bạn là cũng là một người hình như là trẻ nhất, tôi nghĩ là vậy. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Bạn đang công tác tại đâu? Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Năm thứ nhất? Dạ vâng. Rất trẻ, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Tây Ninh. Tây Ninh? Tây Ninh là núi Bà đúng không? À, dạ vâng. À. Ở Tây Ninh có món gì ngon, đặc sản gì ngon nhất bạn? À, đặc sản thì là có bánh tráng Trảng Bàng, muối tôm và chè đậu phộng. Muối tôm ngon rồi nha. À, vâng. Đúng. Muối tôm mà ăn xoài chua thì ngon tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Và bánh tráng Trảng Bàng thì cũng là số 1 luôn. Dạ. Bạn nghĩ một người phụ nữ lý tưởng đối với bạn là như thế nào? Người phụ nữ lý tưởng thì có lẽ bây giờ em chưa có nên em cũng chưa có hình dung ra được là như thế nào. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 20. 20? Dạ. Có bóng dáng một người phụ nữ nào trong ý tưởng của bạn chưa? Thần tượng của em là Lâm Tâm Như, vì có lẽ như vậy là chắc là em sẽ mê hơn một cái là Lâm Tâm Như. Dạ vâng. Nếu như có ai đó trong đây giống Lâm Tâm Như thì bạn nghĩ sao? Có lẽ em sẽ làm quen với người đó. Làm quen người đó ngay? Dạ vâng. Ừ. Hy vọng là như vậy và mong rằng bạn sẽ tìm một người nào đó giống như Lâm Tâm Như của bạn. À, dạ. Chúc bạn một ngày thật may mắn. À, cảm ơn. Và hôm nay bạn đến với phim trường với ai? À, em đến với các bạn của em. Các bạn của bạn. Bạn. Như vậy là ba thí sinh đã giới thiệu về họ và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Happy, happy, happy birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời.
Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và ngay bây giờ, ba thí sinh sẽ bắt đầu cuộc chơi với việc là trả lời ba câu hỏi. Nếu như đoán đúng, chúng ta sẽ được âm 5 điểm. Tại sao lại âm? Bởi vì trong chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật, người nào có số điểm càng thấp, người đó sẽ có cơ hội càng lớn đến với vòng đặc biệt. Chính vì lý do đó mà chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật sẽ tặng cho ba thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Chúng ta sẽ đoán tuổi khách mời, nếu như đúng một lần chúng ta sẽ cộng thêm âm 5 điểm nữa. Và nếu như đoán sai thì số điểm chênh lệch chúng ta sẽ ghi thêm vào với số điểm của chúng ta hiện có. Và sau khi kết thúc, người nào có số điểm âm càng thấp, tức là âm càng nhiều, thì chúng ta sẽ tiến đến cơ hội nhận 50 triệu đồng. Đây là vòng 1, sẽ có 3 câu hỏi. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Ca sĩ nhạc sĩ Đức Huy đã rất nổi tiếng với những tình khúc lãng mạn. Xin các bạn dự đoán, năm nay nhạc sĩ Đức Huy bao nhiêu tuổi? Nhạc sĩ Đức Huy, một cái tên quen thuộc với chúng ta. Chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ không biết câu hát Đừng Xa Em Đêm Nay, đúng không ạ? Người tình trăm năm. Chị Hồng có thuộc Đừng Xa Em Đêm Nay không? Chị có thể hát lại một câu không ạ? Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết ly ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Cảm ơn chị Lê Thị Hồng rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã quen thuộc với nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy. Xin mời chúng ta đoán xem hình ảnh của Đức Huy hiện trong hình là bao nhiêu? 25, 27, 24, 24, 35, 24 nhớ, 30. Ở bên kia, 27, 35, 20. Ca sĩ, nhạc sĩ Đức Huy năm nay bao nhiêu tuổi? Chị Lê Thị Hồng 53, bạn Hoàng Phương 36 và bạn Thúy Oanh là 43. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết chính xác số tuổi của ca sĩ nhạc sĩ Đức Huy bao nhiêu. 43. Này ghi 43 chính xác rồi, đổi chi. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Những ai yêu thích chương trình Siêu Thị May Mắn đều rất quen thuộc với gương mặt MC này. Xin hỏi năm nay MC Quốc Bình bao nhiêu tuổi? MC Quốc Bình rất quen thuộc với chúng ta với chương trình Siêu Thị May Mắn. Bây giờ thì chúng ta cho biết MC Quốc Bình bao nhiêu tuổi? 22 mấy? Bên kia bao nhiêu ạ? 21, 29, Hoàng Phương 27, Thúy Anh 27 và Lê Thị Hồng 28. Xin mời MC Quốc Bình. 32. Sai hết. Cả ba không ai đưa ra con số chính xác cả. Là sẽ tiếp tục với câu hỏi số 3. Và đây là nam ca sĩ Hoàng Nam. Các bạn dự đoán xem năm nay Hoàng Nam bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Hoàng Nam trưởng thành từ cuộc thi Close Up Đi Tìm Ngôi Sao năm 2002 với giải nhất cuộc thi này. Và chúng ta sẽ đoán xem Hoàng Nam bao nhiêu tuổi? 23, 25. Ba thí sinh đã có đáp án 23, 24, 25. Xem ai sẽ là người đoán đúng nhất đây. Xin mời. 28. Ba thí sinh quá ưu ái với nghệ sĩ, cho tuổi coi như là rất trẻ. Kết thúc vòng 1, xin chúc mừng cho bạn Thúy Oanh có số điểm thấp nhất. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và ở vòng 2 này, ba thí sinh lại tiếp tục đoán tuổi của các vị khách mời. Và nếu như ở vòng 2 chúng ta đoán đúng chính xác, chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Đây là cơ hội để chúng ta bước qua đối phương của mình. Những ai có số điểm cao đừng lo lắng. Ở vòng 2 sẽ có 2 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Chào các cô chú, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Ta là Phương Trinh. Còn đây là em của con là Phương Trang, em của cô Phùng Thị nhé. Con xin hỏi các cô chú một câu là tổng số tuổi của hai chị em con là bao nhiêu? Trẻ lắm, chỉ cần cộng lại là ra. Diễn viên Phương Trinh, diễn viên trẻ, rất là dễ thương.
và cô đã vào phim Người Mẹ Nhí rất là tuyệt vời. Và hiện nay Phương Trinh và em cộng lại là bao nhiêu tuổi? 29, 23, bao nhiêu? 22, 27, 25, 23, 27. Phương Trinh và em gái bao nhiêu tuổi? Con 12 tuổi, con nhỏ hơn chị 1 tuổi là 11 tuổi. Tổng cộng số tuổi của hai chị em con là 23. Khi nãy chị Hồng để 25 là được rồi, đổi lên 27. Chúng ta còn một cơ hội nữa. Câu hỏi cuối cùng của vòng 2 bắt đầu. Đúng rồi. Dạ. Con nhiêu tuổi? Nói chú viết bài này cho con nè. Con đố chú á. Anh đố lên á. Em biết nè. Nhiêu? Dũng với lớn tuổi hơn em. Vậy hai mày cộng lại lớn anh á. Ủa, có dân Khánh Nam nhiêu tuổi? Muốn biết không? Muốn chứ. Bây giờ mình sẽ nhờ thí sinh của chương trình chúc mừng sinh nhật sẽ đón ra ba anh em mình bao nhiêu tuổi. Nghệ sĩ hài Khánh Nam, Khánh Tuấn và em bao nhiêu? Rất khó đoán đúng không ạ? Chúng ta thử xem. 105 hả? 135. Bên kia bao nhiêu ạ? 130, 170, 200. Đưa tay lên, bao nhiêu? 50 hả? Không được. Bạn Thúy Oanh là 105, bạn Lê Thị Hồng là 115 và riêng bạn Hoàng Phương có 97 thôi. Ba người cộng lại là bao nhiêu tuổi? Số tuổi của ba anh em chúng tôi gộp lại bằng người sống lâu trên thế giới á. 1 1 4. 114. Giờ đây thì chúng ta sẽ chia tay với hai người. Chúc mừng bạn. Dạ. Em ra về. Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Dạ. Chúc mừng bạn. Chúc mừng sinh nhật chị Lê Thị Hồng. Dạ. Cảm ơn chị đã đến đây. Và xin mời chị bước ra. Chúc mừng sinh nhật bạn. Dạ. Xin mời bạn. Giờ đây thì cả ba thí sinh đều hồi hộp và cả khán giả cũng hồi hộp, không biết ai sẽ người đến vòng đặc biệt đây. Chúng ta xin chúc mừng cho bạn Thúy Oanh. Bạn là người đến với vòng đặc biệt và có hội nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chị Lê Thị Hồng sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Xin chúc mừng sinh nhật cả ba người và xin chúc mừng cho tất cả những người nào có sinh nhật trong tuần này. Chúc mừng sinh nhật. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Và nếu như vòng 1 bạn quay đúng vào số 2 hoặc số 8, bạn sẽ nhận ngay 1 triệu đồng của chương trình. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Rất nhẹ nhàng. Chỉ cần 2 vòng quay thôi, bạn Thúy Oanh sẽ có cơ hội nhận được 1 triệu đồng. Số 2 hoặc số 8. Số nào đây? Số 8 đây rồi. Số 8. Dừng lại. Dừng lại. Ổn quá đúng không? Nhẹ chút xíu là được rồi. Tiếc quá. Nhưng không sao cả, vẫn còn cơ hội. Vòng quay thứ 2 vẫn là số 2 và số 8. Nếu bạn quay ý như nãy, nhẹ chút xíu xíu thôi, bạn sẽ nhầm ngay số 8. Xin mời bạn, vòng quay thứ 2 bắt đầu. Lần này thì bạn quay hơi mạnh đúng không? Dạ. Số 2 hay là số 8 đây? Rất nhiều cơ hội. Sẽ có 2 số 2 và 1 số 8. Số 2. Quả hình số như là số 2. Số 8 được rồi. Số 8. Số 8. Số 8. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Số 8, bạn sẽ nhận ngay số tiền thưởng là 1 triệu đồng. Chắc chắn là như vậy. Niềm vui lại nối tiếp niềm vui, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, và giá trị lại nối tiếp giá trị giải thưởng. Bạn thấy bạn rất may mắn không ạ? Dạ, em thấy may mắn nhiều lắm. Bạn quay vòng quay số 1 là số 3. Vòng quay số 2 số 8. Con số 11. Bạn còn 17. 17. Trên vòng quay không có số 17. Hiện nay thì bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 1 triệu đồng. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội nhận
thêm 50 triệu nữa. Trên vòng quay không có số 17, bạn sẽ nhận hai thẻ may mắn của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và bạn sẽ đặt bất kỳ ô thẻ may mắn nào ở trên số nào. Nếu như Kim dừng lại thẻ may mắn này, bạn sẽ có giá trị giải thưởng là 50 triệu. Nếu bạn nói là mình có 1 triệu rồi, mình vui rồi, mình không cần nhận 50 triệu nữa, mình nhận 30 triệu thôi, thì Quyền Linh sẽ tặng cho bạn một thẻ chúc mừng sinh nhật nữa, một thẻ may mắn nữa. Còn nếu như không muốn nữa, nhận 11 triệu thôi, là 1 triệu kia với lại 10 triệu này nữa, thì Quyền Linh sẽ tặng thêm thẻ nữa. Và đây là thẻ nữa, chỉ là những tràng pháo tay thôi. Bạn sẽ nhận giá trị là bao nhiêu? Dạ. Trước khi bạn đi đến quyết định, Quyền Linh sẽ có một cách nữa. Nếu như bạn không quyết định quay, bạn nói với anh Quyền Linh ơi, quay hồi hộp quá, rung quá, bạn không muốn quay, thì bạn nói là tôi chọn cách khác, vẫn có cách khác cho bạn. Đó là ba hộp quà rất là dễ thương sẵn nằm trên chiếc bánh sinh nhật của chúng tôi. Mỗi hộp quà sẽ có giá trị khác nhau, 10 triệu, 1 triệu và một tràng pháo tay. Bạn chọn bất kỳ gói quà nào, khỏi cần quay cũng được. Bạn sẽ chọn thức nào? Em sẽ quay. Hay thức nào khán giả? Quay. Quay, quay. Quay, bạn sẽ chọn giá trị giải thưởng là bao nhiêu? 30 ạ. 30. Đây là 50. Đây là 30. Bạn sẽ đặt bất kỳ ô số nào, xin mời bạn. Số mấy bạn? Số 8. Và số mấy nữa? Bạn đã đặt hai thẻ may mắn trên hai ô số 8 giống nhau. Và số 2, bạn nghĩ gì về số 8? Tại vì năm nay em 28 tuổi thì em lựa số 2 với số 8 mà. Rất có lý và rất là phù hợp. Rất hợp lý trong ngày hôm nay, và bạn đã chọn số 2, số 8 là ngày sinh nhật của bạn. Bạn sẽ quay và vòng quay thứ 3 sẽ xác định xem bạn có nhận được giải thưởng 30 triệu đồng hay không. Nếu như Kim bánh sinh nhật thì bất kỳ thẻ may mắn nào. Xin mời vòng quay thứ 3 đi tìm giá trị tiền thưởng 30 triệu đồng. Bắt đầu. Bạn Thúy Oanh 28 tuổi. Bạn sau hai vòng quay đầu, bạn đã nhận được giải thưởng là 1 triệu đồng. Và bây giờ bạn đã thực hiện vòng quay thứ 3. Vòng quay thứ 3, nếu như bạn vào 3 thẻ may mắn trên ô sinh nhật của chúng tôi, bạn sẽ nhận được giá trị tiền thưởng thêm là 30 triệu đồng. Hy vọng rằng vòng quay này sẽ đem lại cho bạn thật nhiều may mắn. 2 số 8 và 1 số 2. Đây rồi bạn ơi, số 8 may mắn đang đến gần với bạn. Không thể nào tin vào mắt mình nữa, và cuối cùng giải thưởng 30 triệu đồng đã thuộc về bạn Thúy Oanh. Xin chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Và như vậy là bạn nhận được giải thưởng 30 triệu đồng. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Như vậy là bạn Thiếu Anh nhận được số tiền ở vòng đầu tiên, bạn có 3 triệu. Và vòng quay thứ 2 bạn nhận thêm 1 triệu. Và vòng quay thứ 3 bạn có 30 triệu. Trong ngày hôm nay bạn có 34 triệu. Chúc mừng bạn. Và thay mặt cho nhà tài trợ Vinaphone, xin tặng cho 3 thí sinh mỗi người một bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng. Xin chúc mừng 3 thí sinh và chúc mừng sinh nhật ba người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật được sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Việt Ba Media với sự tài trợ của Vinaphone đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Xin chào. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em.